Quá trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, bị xâm hại tình dục là một chặng đường đấu tranh, hỗ trợ can thiệp nhằm bảo vệ họ khỏi những tổn thương hơn nữa khi ứng phó với bạo lực. Vì thế, sự phối hợp của các ngành liên quan là vô cùng cần thiết để bảo vệ và hỗ trợ người bị bạo lực một cách kịp thời, hiệu quả. Theo những tiêu chuẩn quốc tế, sự ứng phó với bạo lực nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái cần phải toàn diện, đa ngành, có sự điều phối chặt chẽ, có hệ thống và bền vững. Quá trình này gọi là điều phối và quản trị điều phối. Quá trình này cần phải tuân thủ luật pháp và chính sách, bao gồm hai cấu phần chính. Thứ nhất, xây dựng hoặc điều chỉnh luật và chính sách cần thiết để thực hiện và hỗ trợ việc điều phối các dịch vụ thiết yếu dành cho người bị bạo lực. Thứ hai, yêu cầu các bên liên quan thực hiện trách nhiệm giải trình trong ứng phó với bạo lực, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá thường xuyên. Điều phối và quản trị điều phối là khi các chức năng gắn bó chặt chẽ, thường xuyên cung cấp thông tin và bổ sung cho nhau. Các chức năng được thực hiện đồng thời giúp xây dựng luật và chính sách dựa trên thực tiễn, phát hiện điểm mạnh, điểm yếu, từ đó góp phần tăng cường các dịch vụ thiết yếu dành cho người bị bạo lực. Điều phối và quản trị điều phối còn cho phép các dịch vụ thiết yếu được thực hiện đồng bộ. Điều này có ý nghĩa quan trọng bởi quá trình này sẽ đảm bảo an toàn hơn cho nạn nhân, người bị bạo lực bằng cách đặt họ ở vị trí trung tâm của mọi biện pháp can thiệp hoặc ứng phó mang tính thể chế. Dựa vào nguyên tắc của gói dịch vụ thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực do Liên Hợp Quốc hướng dẫn thực hiện, các hành động thiết yếu cần phải được thực hiện nhằm hỗ trợ các tổ chức và cá nhân liên quan trong việc thực hành điều phối và quản trị điều phối. 1. Xây dựng luật và chính sách một cách thực tiễn và tuân theo các tiêu chuẩn chung. Hệ thống luật pháp và chính sách cần được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất và các tiêu chuẩn, quy phạm quốc tế có ý nghĩa quyết định trong việc hướng dẫn điều phối và quản trị điều phối. Nhằm đảm bảo tính công bằng, toàn diện và lấy người bị bạo lực làm trung tâm, các luật và chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho gói dịch vụ, điều phối và quản trị điều phối cũng cần được xây dựng ở cấp quốc gia và địa phương, cụ thể hóa và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng của các bên liên quan tham gia. 2. Bố trí và phân bổ nguồn lực đầy đủ cho các hoạt động. Việc bố trí và phân bổ phải đảm bảo đủ nguồn lực cho các hoạt động, lồng ghép vào nội dung điều phối và quản trị điều phối trong mọi chính sách lĩnh vực liên quan. Cần coi trọng mục tiêu cung cấp đủ nguồn lực để bố trí điều phối và cấp kinh phí cho các dịch vụ thực thi hiệu quả pháp luật và chính sách. Nguồn lực bao gồm các yếu tố, tài chính, nhân lực và hỗ trợ kỹ thuật. Song song với đó là thực hiện việc giám sát, đánh giá hiệu quả, khuyến khích sự tham gia rộng rãi của các bên, bảo đảm sự minh bạch trong quá trình cung cấp dịch vụ thiết yếu. Đồng thời, cần chú trọng lồng ghép nội dung về bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái trong các chính sách liên quan và các hoạt động truyền thông giáo dục, để từ đó thúc đẩy hiểu biết chung của các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu. 3. Xây dựng tiêu chuẩn cho việc thiết lập điều phối ở cấp địa phương. Ở cấp địa phương cần thiết lập các tiêu chuẩn chung về hiểu biết, mục tiêu, vai trò, quy tắc và cam kết về sự tham gia vào quá trình ứng phó với bạo lực của các bên. Cần thống nhất về các mục tiêu chính gồm có an toàn của nạn nhân, trách nhiệm của người gây bạo lực và trách nhiệm giải trình của các cơ quan. Các bên liên quan tham gia vào quá trình can thiệp cũng cần hoạt động và phối hợp một cách nhất quán, đồng thời thúc đẩy và hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ quá trình chung. Bên cạnh đó, cần xác lập các tiêu chuẩn đối với trách nhiệm theo dõi và giải trình trong việc điều phối của các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ thiết yếu liên quan. Các hoạt động trên có thể được thực hiện thông qua hệ thống lưu trữ và báo cáo số liệu, có sự thống nhất thuật ngữ, có hệ thống theo dõi của từng cơ quan, duy trì an toàn dữ liệu và bảo mật danh tính của người bị bạo lực. 4. Đảm bảo các phương pháp tiếp cận toàn diện trong các ứng phó có điều phối, trong đó xây dựng các mô hình, chiến lược điều phối sẽ cần cân nhắc đến sự đa dạng trong các trải nghiệm và nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, cũng như khuyến khích sự tham gia của họ vào việc thiết kế và theo dõi các ứng phó. 5. Tạo điều kiện nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách và ra quyết định về các biện pháp ứng phó có điều phối. Yếu tố nâng cao năng lực cho các tổ chức và cá nhân liên quan cần được thực hiện ở cả cấp quốc gia và địa phương, đồng ghép hoặc kết hợp tăng cường năng lực về điều phối với các sáng kiến tăng cường năng lực khác, đồng thời thường xuyên và liên tục tập huấn về kỹ thuật điều phối hiệu quả dựa trên các kiến thức chung về bạo lực và tiêu chí lấy người bị bạo lực làm trung tâm. 6. Theo dõi và đánh giá công tác điều phối ở cấp quốc gia và cấp địa phương. Cần đảm bảo các tiêu chuẩn về theo dõi và đánh giá ở cấp quốc gia và cấp địa phương khi tiến hành công tác này. Song song với việc chia sẻ và báo cáo về điển hình tốt và phát hiện từ quá trình trên để áp dụng và rút ra bài học kinh nghiệm. Cùng với đó, cần đảm bảo sự minh bạch và bảo mật trong quá trình theo dõi và đánh giá thông qua các hướng dẫn, chuẩn mực và chính sách. Ở cấp địa phương, việc thiết lập cơ chế điều phối và quản trị điều phối cũng cần nhất quán với những chuẩn mực chung của quốc gia. Để tăng cường trách nhiệm,
cam kết của các bên liên quan và nâng cao nhận thức của cộng đồng, đồng thời hỗ trợ cộng đồng, yêu cầu các bên liên quan giải trình về trách nhiệm của mình trong ứng phó với bạo lực. Tại cấp địa phương, quá trình thực hiện điều phối và quản trị điều phối cùng được thực hiện thông qua các hành động thiết yếu sau. Đầu tiên, việc thiết lập cơ chế điều phối và quản trị điều phối cần có sự tham gia của các cơ quan và tổ chức tại địa phương, đồng thời giúp các bên liên quan và cộng đồng có thể hiểu rõ và có trách nhiệm giải trình. Hoạt động phối hợp này cũng cần phải bao gồm và phù hợp với các chuẩn mực điều phối. Kế đến, hành động thực hiện điều phối và quản trị điều phối ở cấp địa phương cần được hướng dẫn phù hợp với chiến lược ở cấp quốc gia và được xây dựng qua quá trình tham vấn. Trong quá trình triển khai cũng cần đảm bảo các yếu tố cốt lõi như xác lập kế hoạch hành động rõ ràng, thống nhất quy chế giữa các bên, quản lý rà soát vụ việc, chuẩn hóa thủ tục vận hành, nâng cao nhận thức của cộng đồng, theo dõi và đánh giá. Thực hiện tốt việc điều phối sẽ giúp các gói dịch vụ thiết yếu hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực đạt hiệu quả cao, kịp thời, đồng thời gửi đi những thông điệp rõ ràng, nâng cao nhận thức cộng đồng và góp phần giải quyết những vấn đề xã hội cấp thiết. Đừng quên ghi nhớ số điện thoại liên hệ tại 63 tỉnh thành của những cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Hãy cùng chung tay hỗ trợ kịp thời cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, hướng đến một xã hội an toàn, công bằng và bình đẳng tại Việt Nam.